Tới điểm gì chưa? Đi chừng nào mà đi hết nổi là tới điểm á. Không sao quay chừng đạp á. Đạp đến mức xuống đi xe về chứ mọi ai. Đi này kêu này cái đi chờ đi bạn nữa đi hết nổi rồi. Đi từ từ về như vậy đi có đường ra luôn quá. Chứ đâu có mẹ trở lại nữa sao? Nó nổ. Con sao nổ không? Không nổ. Không nổ có được. Đi mấy cái số luôn. Đi xuôi luôn chứ không có được. Tới gà số 2 gì đó là có xe mà thấy số 2 không biết nó nằm ở đâu. Thật công đó chứ không phải có xe. Chị vải nè anh Tám. Đẹp quá trời luôn không? Ra đây quay phim chứ. Không có bà có mượn vậy nè, bà đi về dưới là họ mượn mà tới. Tuổi này là bụng này thì khó khăn rồi đấy.
tuổi cứ trên 60. Này còn nhỏ mà, đâu tới 60 đâu chị. Mới 50 là đi hết nổi rồi. Mang cái bụng đi không nổi. Giết chắc chứ giúp một bức à. Ê, ta đi mang dài không chứ mang giết chứ. Vô đây là tiêu rồi đó. Hết nhà giết Thái nữa còn. Mua bánh Thái nữa còn. Bánh Thái nữa còn chứ là đây còn. Người đẹp nha.